bánh cuốn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đã xong rồi. Đi chơi thôi. Đi. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho hồng mật trời quê ta. Xin chào cả nhà. Hôm nay xin chào ông bà cô chú. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Hôm nay hai má con khoai tây đi ra bà chơi. Bữa nay á, là có cầm theo đồ đạc nữa nè, để chuẩn bị ra nhà bà mình làm bánh bánh cuốn ăn. Khoai tây ôm theo em bé để chơi nữa nè. Bà đã chuẩn bị thịt thà rồi xong rồi, còn má khoai tây thì cầm rau rác theo. Giờ mình ra nhà bà mình làm bánh cuốn nha. Ông bà cô chú đi theo khoai tây. Đi chơi thôi. Đi. Khoai tây mới dán mà cô chú. Khoai tây đá lông nhéo. Khoai tây vòng tay lẹ mà cô chú. Giỏi đi thôi. Hôm nay đi ra nhà bà làm bánh cuốn, có thêm một người bạn nữa. Bà này cũng muốn rất là đẹp. Này, bây giờ bà đã tới ngay ngã tư rồi. Bây giờ hai má con khoai tây đi ra đón bà. Xong mình sẽ đi qua nhà một nhà bà Hiền rồi mình làm bánh cuốn. Đây qua nhà bà rồi, bây giờ quay bún lại ăn sáng nè, tại vì do hẹn hò sớm á để mà còn chuẩn bị làm đồ ăn nữa. Đây là bà hồi trẻ nè, chiến đấu lắm, đẹp gái nè. Đây là cái lo thùng của bà nè, còn cái này là cái phong nền sân khấu nè. Bà yêu ca hát lắm, thành ra cho nên là bà lâu lâu cũng live stream ở trên Facebook á, hát ra cho mọi người thưởng thức. Đó, cái thằng sân khấu đằng kia con đó. Đây bà cũng hạ trang trí rất là đẹp luôn, bông hoa rồi. Bà rất là yêu văn nghệ và yêu cái đẹp. Cái kính của bà đó con. Đây này, báo mau. Trong đây. Ban nhạc quân đội vậy. À vậy hả, ngày xưa bà cũng trong ban nhạc quân đội nào đó. Ăn bận giống như cô Du Kích đó hả, để hát cái bài gì? Cô gái tại đạn hả? Cô gái tại đạn. Nổi lửa lên em. Rồi, nổi lửa lên em. Hình của bà. Hình của bà. Bà ngày xưa nè. Nói bài nó dài chứ thật ra bà cũng còn trẻ lắm. Chuyện với không ai chơi nha. Hai bà nói chuyện mà khoai tây ngóng à. Như xin em làm như vậy là ảnh ông bà em làm ba cái, ảnh ông bà. Đang xào thịt chuẩn bị làm nhân. Khoai tây qua nhà bà mà cũng hả bấm riết là nó cũng đứng muốn coi, coi má nấu làm sao nè. Thịt này là bà mua tảng rồi về tự xay chứ không có mua thịt xay sẵn. Nói vậy nó mới ngon. Bà xay không có nát quá, để bự bự ra ăn cho nó. Cũng ra miếng nhừ. Tôi thấy sợ mà. Tôi sợ hả? Tại khoai tây nhét á, sao có mát nè. Tôi thấy nhét. Bà khoai tây gặp bà mấy lần rồi mà sao không còn nhét không? Bà đang mà. Chơi. Má đang xào nhân. Đó. Má nè. Rồi bà cho con kia một cái dĩa đây nha. Cái dĩa? Dạ. Hai cái dĩa chứ. Cái đĩa. Mấy cái này cái thớt để đổ gì? À dạ. À một cái không, bây giờ như này. Chẳng một vài cái thì cô tập làm thì để cho cô làm. Để cô làm. Tại cô cũng muốn làm cho cái tay mà. Để cô làm. Này có cái mình để xay sinh tố hay là mềm. Chẳng hạn như mày xay cái gì nhỏ nhỏ ít ít rồi xay cái này nó tiện. Vẫn được đây chứ ở bên nhà ông không. Bây giờ cô đi làm mắm đi cho nó thấm. Làm thấm à? Thấm thì có cái gì đâu. À có cái mỗi quả ớt thôi gì.
Dạ nhưng mà cái cô làm mắm thôi, không phải làm mắm đường đồ. À có cái đồ hoa ra thôi. Thì hoa chứ. Có nghĩa là mắm để chấm. Hả? Ừ dồi ôi, em còn mày cái này tí nữa. Rồi, cái từ mắm mắm. Đấy, có được rồi. Mắm để chấm, mắm để chấm thì mắm để chấm, nhưng mà ý cô nói là mình làm sớm để cho nó thấm và những người nó ăn ngon hơn. Để mới làm. Cậu như nó để nó hòa. Nó hòa nó. Ý là nó không mềm. Khoan cho ta nghĩ à. Dạ, đang quay. Cô tay còn nhát lắm. Cô ta mà. Đó, đây hôm sinh nhật cô Hiền trước đây 15 hả? Dạ. Dạ đúng rồi. Ừ, dạ mới đây một thời gian hôm với hai con hắn eo xèo dạ. trên tay bà thấy dạ lớn rồi, người ta lớn rồi đó bà ơi. Trẻ con nó nhanh thế. Mình thì mong già. Ừ, mình mong già, không chắc mình mong già, trẻ con nhanh. Cô ở gần đây hay là bà? Cô cũng ở gần đây nhưng mà cô ít thời gian sắp đến. Rồi, hai cô cháu nghỉ đấy, để cho cô giờ mà chả một tí dầu này thôi đi. Dạ, bây giờ xong rồi sao? Ấy sao con lại đổ tới đây? Con quất dầu vô đây nè cho nó khỏi bị dính. Mà con lấy cái muỗng này con quất nè. Không sao, không sao bà ơi. Mình làm giá chiến đi à, con quất đi. Nếu mà bà bây giờ bà đi làm mắm ha. Bà đi lấy được cái bật bếp để đây. Đây. Bà đi pha chảo. Bà hả? Nóng thì cho nên cái đầy chảo nóng thì đầy số nhỏ, số 6. Con lên 160 rồi đó cho nó. Cái này nó khỏi nhân. Bà tay lát mình ăn còn không nhân. Lá nó cũng còn đặc này mà. Nó còn như vậy là nó đặc đó, tại vì nó thiếu nước cho nên nó bị khô. Nó lỏng á cô cho nên thành ra nó mỏng rồi đó. Đây cái này đi, không được. Đấy cái nắp luôn đây cho đỡ phải quay ra quay lại nhà ấy, mà nước nó đặt luôn nó rong nó khắp nhà. Cô thấy nó úp vào trong, úp mặt lên đấy. Thế thì kéo nuôi cái này ra đây, kéo nuôi cái bếp ra đây. Đấy, cho nó lỡ. Mẹ con làm rớt nước vô cho nên là tại vì đó mình để lâu quá cái nó khô cho nên nó rổ rổ mà lát được cái nó sẹp cái nó hết bánh xe bánh đúng rồi bánh cuốn cái này bị quét đi chứ người đâu mình đây là bánh cuốn thì giờ bắt đầu mình làm khoảng cỡ mấy cái đó là xong cái mình quét một lần thêm một lượt rồi quét một lần đi dạ yeah. Đưa cô làm cho nhé. Dạ. Đưa cô làm. Làm cô lấy ra được rồi. Chưa. Nhìn làm sao nó trong gì nhìn. Không, nó gì là chính là tại cái nó rất là mỏng á cô. Đây nè, cô lấy cái này nè. Nóng. Ừ, nóng lắm, mẹ như này không được, nóng lắm. Cô, con lấy ra nãy giờ nè. Ừ, đây. Tức là cô không có quen tay á. Thế thì mình đeo mẹ con tay vào luôn. Thì cô. Trời ơi, hồi đó hả, con quen cái đầu bếp kia. Ừ. Anh nói hả, nước á, nó sôi sùng sục vậy đó. Mà đầu bếp đó nha, lấy tay cầm ra. Đấy, những cái người này là công nghệ tay họ cũng làm giỏi. Lấy tay cầm. Chai, mất cảm giác. Anh nói chứ đầu bếp mà chuyên nghiệp nó toàn vậy không à. Thời gian đâu mà lấy mui rồi xong kéo ra. Ờ, kéo ra cho vô. Còn cái này thôi. Thôi cái đấy bỏ đi. À, rồi. Không được đâu. Đó, nó tùm lum hết cô. Dạ, nó không. Nó, đấy là cái bị quét. Lấy cái bị quét. Nó không được. Để làm bước một hai cái đầu nó ngóng thì rồi nó quen tay. Dạ. Cô đi qua làm một ấy này không?
cô chém nhiêu cũng được hết rồi, cô đổ ra lại mà. Rồi đổ ra lại, đổ nhanh nhất cho nó khỏi bị mình chín. Đổ rồi. Dạ, nhưng mà mình dành. Hợp rơm rồi, hợp rơm rồi. Đây, bộ này hợp rơm. Dạ. Bỏ hát, cô ngày xưa đi làm rồi bỏ cả hát, à bỏ cả ăn. À, cô chứ còn hả, mấy người hát dở cũng thích hát mà, chứ đâu phải là hát được. Cô đóng mẹ nhất nên cái là rời bó ra xong. Cô làm, lấy găng tay đi cô. Con à. Cô làm mắm đi cô, cho nó thân. Mắm mà cô làm để lâu nó ngon hơn là làm xong ăn liền. Ấy con làm gì? Mỗi đường thôi. Mỗi đường bên mình nó mắm chứ gì đâu. Nhưng mà nó vẫn phải là hòa quyện với nhau nó mới ngon cô ạ. À. Công thì người ta mới coi nhiều. Ừ. Mà. Cái sơ xài gọn gàng với chị bánh cuốn nóng hổi vừa thổi vừa ăn đã xong rồi. Đấy, nguyên một dĩa bánh cuốn nè, rau hấp dẫn quá. Mắm bà làm khoai tây này. Mắm không cay cho khoai tây đấy. Rồi xin mời cả nhà cùng ăn bánh cuốn với lại mấy cô cháu nha. Đúng rồi, cái quả ớt nó cay tay rồi. Qua nhà bà thì chỉ có hát karaoke là chính thôi. Đây nè, đó. Bà trang trí rất là đẹp nhà cửa luôn à, để vài bữa hả? Ừ. Hai cô cháu live stream. Hai cô cháu live stream xong là được. Ừ. Đây này. Quay cả như đây này. Đây. Cô tôi ngồi đây chờ hát karaoke. Đây. Cả cái hình quay. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho hồng mật trời quê ta. Hót đi chim, hót đi đêm già, trăng sáng người chuyến non xa. Trăng xua bóng tối trong hồn ta. Sáng lên trăng, sáng cho người tìm về bên nhau. Sáng lên trăng, sáng cho tình người đất. Mèo mèo coi trong cái tủ có gì hả? Có gì hả? Bông hoa đẹp. Ừ, có bông hoa đẹp đó. Mèo coi bông hoa mà. Bông hoa đẹp đi, mấy bông hoa mà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình khoai tây. Xin hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye, và hẹn gặp lại.